một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại trạm thu phí BOT Quảng Trị khi một chiếc xe ô tô con vượt trạm thu phí tới 18 lần trong 2 tháng. Đến lần vượt thứ 19 thì xảy ra va chạm, đâm vào đuôi xe tải dẫn đến nát phần đầu. Đáng chú ý, chiếc xe này có dán thẻ thu phí tự động không dừng. Liên quan vụ việc, sáng nay mùng 6 tháng 10, ông Hoàng Gia Đại, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Quảng Trị cho biết, khoảng 6 giờ sáng nay mùng 6 tháng 10, xe tải mang biển số Hà Nội di chuyển qua trạm thu phí BOT Quảng Trị, bất ngờ bị một xe con mang biển số Quảng Trị chạy bám sát phía sau. Khi xe tải vào trạm thu phí, xe ô tô con màu trắng đã lao tới, tông mạnh vào đuôi xe tải. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con bị hư hỏng nặng. Từ dữ liệu giám sát của trạm BOT cho thấy, mặc dù chiếc xe con đã dán thẻ thu phí tự động, tuy nhiên tài khoản đã hết tiền từ ngày 6 tháng 8 đến nay. Để qua trạm, tài xế đã dùng cách bám đuôi các xe khác để trốn thu phí lên tới 18 lần. Đến lần thứ 19 thì xảy ra vụ tai nạn nói trên. Trước đó vào ngày 30 tháng 9, một chiếc xe ô tô con cũng đã xảy ra va chạm tương tự khi đâm vào đuôi xe ô tô tải khiến ô tô con hư hỏng. Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển hai xe đã tự thỏa thuận với nhau và di chuyển khỏi khu vực trạm thu phí. Ông Đại cho biết thêm, trong thời gian qua tại trạm thu phí BOT Quảng Trị, nhiều trường hợp xe ô tô trốn trạm thu phí nhờ bám đuôi các xe lớn. Bằng cách này, mỗi ngày bình quân có từ 70 đến 80 xe trốn thu phí thành công.